Xin chào công bà câu chư. Where am I chi chi? Ba giờ tới nè, bà cô chú ơi. Chi chi ra đây coi ba có quà nè chi nè. Chi chi hi. Hello sweetheart. Hello babe. How are you? Xạo quá, ba xạo quá. Oh, hello. How are you doing? Good. You alright? How am I? Oi. Let me get my bag in first, right? One bag for mummy and one bag for Chi Chi. Daddy, guess what I've got? What's this called again? One bag for Matt, oi. Cái gì mà đi hỏi vậy trời? Are you kidding me? No. And one bag for Chi Chi. Yeah. All yours are in there, babe. Oh, Hello Kitty, what is this? Well, have a look. Look what happens is you pull that off, right? Yeah. Right, watch, look, pull that off, right? Take that off, right? And then you've got the bag. You can hold it and you can put things inside it. Look. Look, he's got a little bow ribbon in his hair, look. In a hair, not his hair. Her hair. What is this? Right, watch this little doll, right? You put it there. Right, what are you doing is the doll goes like that. Hey. Okay. And the Japanese Hello Kitty, look. Hey. The Hello Kitty wear the kimono, would you? Yeah, kimono, yeah. We can open it. Got so many Hello Kitty things in that airport. No. So cute. Look. Oh, little Japanese purse, look. Hey, can't really open it. Watch, you get your fingers like that, you push it the other way, look. Like that. Just read it. You don't need the paper, look, and then you close it, and you push it with your fingers like that. Let me try. Right. I'm still not strong enough. Just manla. You manla. What's this thing again? It's a little Japanese doll. Just thinking out, babe. You got the things inside? Not yet. Okay. You'll take your time, look. You do too much. Too much! You know that? Hey. You need to do it. You've done it. Careful you don't break it, though. Hold it up. I want to put it on my back. You can. Yeah, babe. For me to open it then. Yeah. I love it. It's just a little house. Daddy. Yeah. Xin chào, come back, go to Baba back from Tokyo. Giờ tới phần mở quà của mẹ Chi Chi thôi. Biết mua cái gì trong đây mà hộp quá trời nè. Cái hộp đi o. Không biết là cái gì trong đây ha, để đây nha. Để đó để chút đi mở sao. Cái này là tôi nghĩ là bánh đồ ăn gì đó. Cái này what's that honey? Like a whisk for like mixing things together. Liquids, fluids. 3,200. Hey. Cái này giống như là bằng tre, bằng trúc ha mọi người. Là cái cây để đánh nè, đánh trứng, đánh cái gì đó. Cái này about 15 pound. 450, 450 ngàn có nhánh trúc kìa nè. Có nhịn. Thought you might like that darling. For your cooking. Những cái này cái nghĩ là bánh không á. Cái này là sô-cô-la, chocolate. Hello Kitty. Cái này cũng là bánh luôn. Cái này là Kim nghĩ là vị trà xanh nè. Nhưng mà bây giờ Kim sẽ để đây đi. Khi nào ăn Kim sẽ mở ra nha. Tại vì Kim chuẩn bị đi chơi với bạn Kim là những người bạn ở sắp neo đó. Biển mọi người mở cái phần quà quan trọng ra. Cái này giống cái áo mà không biết phải không. Nhìn cái hộp mà nó nhỏ nhỏ dẹp dẹp này là giống quần áo. I think that's like clothes. You see.
vào bếp lắm mà. Một cái áo Christian Dior. Kim chưa có bao giờ mặc đồ gì mà của Dior chưa đấy cô chú. Cái này sao vậy, nó thấy bự như người ta. Made in Italy, made in Italy mà mua ở Nhật. À, thay vì người ta đi made in Italy. Hey. So, but you buy in Japan. Well, they sell all over the world, but they make in Italy. Why don't you buy in Italy when you're there? It doesn't matter, they're all the same price. Thì bữa nào đi chơi Kim sẽ mặc ha. Good. Like it? Yeah. Good. Chút chút. Bao giờ? Thank you. Ông xã, thank you. Chút chút ông xã. I wonder how much is it? 500. 500 what? Pounds. No. Hi. Hi what? Hi. 500 pounds it was. Is it? No? Yes. Tell me the receipt. I don't need to, I'm telling you. Why would I lie? I got one too. Cut. One each, one for you, one for me, one for Chi. Everybody happy? One for Chi? No, Chi got the Hello Kitty. Mummy and Daddy get the good presents. 500! You like it though? You happy? I like it, but I don't like 500. Okay, I'll have a wee lot of that. 500 bán anh 15 triệu. Chút chút. Ông ơi, chả một cái đâu, mua một cái thì hai vợ chồng hai cái áo 1000 bán anh. Một chút. Nghĩ sao vậy? Một chút. Đi, đi làm nail thôi mà đi. Where is today? Okay. Mua cái áo. Đây, mua cái áo 500 bản anh bây giờ. Mình cái áo chỉ có mấy chục bản. Turn around. Move your hair. Move your hair. Yeah. Good. Come on, come. Yeah. Yeah. What size is it? M? It's an extra small. Extra small? Okay. I know it's a small. Okay, small. Small. Small and extra small, but just about that much difference, honey. Thank you. If I put it in the hat, it's small. Bây giờ mình bên đây. Okay. I need to call my friend. Do you want me to take you now, or do you want me to go get the boys and come back? No, let me call my friend first. Okay. I'll go and get the boys and then I'll come straight back, okay? Yeah, is that alright? Okay, we'll get on. We'll go straight to go and come back, yeah? Bye bye. Xin chào ông bà cô chú ơi. Hello, Chi Chi. Bây giờ ba Chi sẽ chở hai mẹ con Kim đi xuống shop nail với mọi người. Xong rồi cái Kim sẽ đi chơi với mấy bạn ở shop nail. Tụi Kim sẽ đi taxi, đi biển. Xong rồi ba Chi về đón hai anh Chi. Ba Chi đón hai anh Chi ở nhà rồi. Rồi sẽ ở đó chơi đến chiều. Thì Kim đi chơi với bạn Kim tới chiều mới về. Chắc chiều tối luôn đó mọi người. Mọi người vẫn đang miệt mài làm thôi chú anh chị. Làm xong cái đợt khách này là đi nè mọi người. Anh Chi kìa. Anh Chi đòi lên cái ghế đó ngồi rồi lấy cái màu rồi chọn nữa. Xin mẹ sơn móng tay mà đâu có được. Ngày mai là đi học rồi cô chú anh chị. Tới nơi rồi hả cô chú anh chị. Đây nè. Biển hôm nay nước cũng rút ra múc ngoài xa luôn đó mọi người. Cái biển ở đây lần đầu Kim đi luôn. Cái này là ở mé bên kia sông của Liverpool. Thôi cô chú anh chị phải đi qua cái tầng hầm nữa. Thường thường Kim không có đi biển mấy bên đây. À. Mấy cái miếng này để làm cái gì không biết nữa. Đây rong rêu nó đóng nè. Cái bãi này là người ta đi ra đây bắt ốc bắt sò rồi gì đó cô chú anh chị. Đó, đi ra đây. Hôm nay mấy anh chị em ở trong shop nail á tổ chức đi biển làm thịt nướng ăn hay cô chú anh chị giống như là cắm trại vậy đó. Thường thường là shop nail mở cửa mỗi ngày luôn. Hôm nay chủ nhật thì cũng mở cửa thường là làm đến 4 giờ chiều. Nhưng mà do hôm nay mọi người tổ chức đi chơi đó. Cho nên là shop nail đóng cửa sớm 1 giờ mấy 2 giờ là đóng cửa rồi đó mọi người. Cho cả nhà đi chơi. Thỉnh thoảng mới có dịp đi chơi cùng nhau. Từ lúc mà qua Anh sống gần 4 năm rồi cô chú anh chị. Thì đây là lần đầu tiên mà Kim đi chơi với các anh chị Việt Nam. Rất là vui mọi người. Mà hôm nay trời biển không có nắng quá, cũng không có gió nhiều. Mà cũng ấm áp nữa, rất là dễ chịu, không có quá nóng cũng không quá lạnh hả cô chú anh chị. Các bạn nhỏ được đi chơi cũng vui, một trải nghiệm cũng rất là thú vị. Ở cái biển này thì
Có sò có ốc nhiều lắm. Mọi người bắt sò bắt ốc cũng nhiều nữa cô chú anh chị. Còn em Chi là khỏi phải nói luôn ông bà cô chú ơi. Được đi biển là vui vẻ vô cùng luôn. Chơi cát suốt mấy tiếng đồng hồ luôn ông bà cô chú. Hay quá em ơi. Chưa? Khuê đóng được, khuê đã bùi lên. Khuê đàng hoàng, khuê đã bùi lên tiếp. Không cố, ra cố bà này. Có súng còn sống không? Nó chắc này, em sống với bà nó chắc. Nem chua hả mọi người? Nem chua. Nem chua lâu lắm ấy kìa muốn ăn á. Ăn thử một miếng ha. Đây cái lá gì này không biết nữa nè. Lá gì này với lại có tỏi ớt nè. Đây, thịt heo em hả? Thịt ba chỉ heo hả? Hâu nó bị cay nó mới nửa chứ. Gấp cả luôn. Rau đôi đây cày hâu. Này có cái rau nhỏ của này. Rau nhỏ của này. Anh ở đây, anh bở lên luôn hả má? Hả không ngon. Đừng luôn hả? Hả mình bóc ra. Đừng luôn hả? Để tao làm bóc ra. Hả con nào con đấy bự. Khủng hoảng vậy ta. Này ủi cho nó ủi. Móng tay này bự khủng hoảng ta. Khổng lồ luôn. Có tuyệt vời không? Tôm này to, cái tôm này mua đâu vậy? Dạ, em mua ở chợ sáng hay đi sáng em đi từ 6 giờ sáng em mua. Ở đâu? Ở chợ sáng thì mua. Tôm tươi luôn. Bao nhiêu một ký em ạ? Ừ, rẻ lắm. Nhiều. Ồ, bao nhiêu? 9 đồng một ký thôi. Rẻ dữ vậy? Ừ. Chợ sáng là chợ gì? Bữa nào cho chị địa chỉ chị đi chứ. Vâng, nhưng mà phải đi sáng cơ. Dạ hả? Đi sớm thì sớm hả? Đi sớm thì sớm. Cái này chắc mấy ký quá, ngon quá trời luôn. Tôm to. Ngon. Ừ. Ngồi đây ấm áp. Ấm em thôi ha. Ngồi đây sướng rồi nè. Sinh viên đại học IT. Còn đây là sinh viên đại học mà... giỏi lắm nha cô chú anh chị. Mấy bé này là sinh viên đó. Sinh viên đại học mà đi làm thêm. Rất là giỏi luôn. Em là đậu cái gì? Thủ khoa đại học gì Hà Nội? Bách khoa. Đại học Bách khoa Hà Nội là thủ khoa đúng không? Không, học Bách khoa thôi. Học Bách khoa hả? Chị tưởng đó thi đậu thủ khoa. 29 điểm gì ạ? 29 điểm là xám thủ khoa rồi. Ừ, quá giỏi luôn cái này, học mắt kính dày cuội luôn là biết học giỏi cỡ nào rồi đó. Bác làm bàn với hiệu trưởng. Nhân tài của đất nước tương lai nha bà cô chú. Ừ. Anh em lại húp hầu nhá. Ghê quá. Rồi em húp một con coi nào. Cát đây này, nhìn cái chi này. Mấy con này chắc là chết, nó mấy con mở mồm là chết đấy. Tại vì biết sao không? Nó cho mấy con, nó vứt mấy con nào, nào, nhìn. Con này cát quả nhiều. Vứt đi. Cái là không được hả? Vứt đi. Vứt cho vào thùng xốp nha. Đấy, vứt vào đây. Chết rồi, cái con nó phải... vứt đây, tí bỏ thùng đó. Con nó chắc phải 3 lạng em à. Uổng quá. Ừ, uổng quá. Xúc xích cũng nhanh chín à. Mua tá vào đây, thì cầm đây. Mua tá không được ngon thôi, nhưng mà cũng ok đấy, chanh đấy. Đây. Mở ra này. Bây giờ đây, quả nóng. Đây. Ôi ngon, sạch sẽ luôn. Tươi một tươi rối luôn, quá trời thịt một cục luôn nè em à. To. Thôi. Để chụp anh đây gửi cho bạn Đức. Đây bà chủ hả cô chú anh chị. Bà chủ shop nail là đi với đi nướng thịt mà bà đợi Gucci, bà mang giỏ Gucci luôn nè, tao nói một hồi nữa. Nó tìm lem luôn cho coi. Ơi có rong biển không em nè. À rồi chồng em đâu? Khi chở ấm bé vô đây ăn. Vâng. Ấm bé. Từ quán. Ờ, rong biển nhìn ngon nha. Rồi nay mua ở cô bà đây. Ừ, thì nhiều hôm nữa làm lần.
Ừ đúng rồi. Mới làm tối thứ bảy á? Để nửa nên kiểm ăn cho ngon ngay. Con trẻ con có sợ lạc không nhỉ? Em ăn sống được thì ăn sống nó bùng chết. Thật rất là thơm. Ngon hầu quá ngon. Mấy cái con mà mở mồm đi vắt đi nhá, tại vì nó cố nhét vào, còn đâu là hầu hầu to lắm. Quả ngon đứt cái ba con đợi lần mình gắn đầu. Ngon hơn là hầu ở nhà đúng không? Nắng lên đi. Hầu thì ok đấy, hầu thì nhiều nước. Thế này quay đi. Đi à? Em mà xúc xịt cái trứng trái kìa. Trời mày lên nơi với trời không má. Xúc xịt vậy là chín rồi đó, vậy là chín rồi. Em bây giờ thấy chừng phải tự rồi, mình thấy cái đen này rồi. Tại vì nó chỉ trở được hai mặt thôi. Nó chín rồi đó em à. Đi chở cái chỗ đầu này. Mẹ cái chúng xích cái chả cần kẹp. Ừ. Chỉ để tam được nhá. Không nhận thịt ba loại này nướng nó thơm. Nó lấy ra đây, cắt mấy bọn này con lên ra đây. Cái này em ướp gì mà nó có màu vàng vàng vậy? Em ướp với cái gì nhỉ? Nói chung là 13 vị. 13 vị. Gia vị ép bằng. Có hạt mè nữa nè phải không? Có hạt mè nữa nè. Hạt mè chứ phải cho hạt mè vào mới thơm, ừ, dầu đúng mè. Rồi. Đúng rồi, thơm. Cho dầu mè. Có đã được rồi mà. Rồi chi làm nữa. Đấy, đít này này. Ừ, có ốc móng tay nó bự. Nó gần bằng một gan chị luôn ấy mà, ốc móng tay nè. Bự kinh khủng. Đấy. Ừ. Móng tay này chín rồi nè. Đây cho chị cho chuyện con đi. Móng tay quá chín rồi. Đây móng tay này chín rồi, con này to này. Đấy. Anh kêu em. Ngon quá, để mở ra thử nha mọi người. Trời ơi, vừa trời xong. Móng tay to mà trời ú nu ú nần hả mà nó mập dễ sợ luôn nè. Con ốc móng tay nó bự nè. Đây. Nó ngọt lắm em mà. Em mà ăn thử đi thơ, ngọt lắm luôn. Cho chị xin dầu với. Có chanh này. Có tang có móng tay này. Đây, mù tạt đây rồi. Hello chim. Đây, có tang có này. Có thư có này. Ui hầu to lắm chị ơi, chị Kim ơi. Ừ. Ngon em à. Ú nư ú nằng. Mù tạt em ăn lần như đó đó hả? Em ăn giỏi dữ vậy. Mù tạt nước tương với chanh. Ngon quá em ơi. Phát biểu rồi. Ngon. Alo. Gia truyền. Đúng hả? Gia truyền. Nó mà ăn rượu. Anh cho em con em không ăn được nhìn đây nôi miệng mà cho hồi ăn này. Nhìn ra đây. Đấy, còn em cho chị mình rửa thêm tí nữa. Anh. Nắng lên tí nữa là. Bây giờ mới nắng. Đầu bếp chính nãy giờ nướng dữ hen. Nướng ở đây ăn ở đây luôn. Thịt nướng ngon em à. Rồi, anh nghỉ được rồi. Nướng ngon đúng không? Ừ. Nướng này ăn với bún thì nướng cũng ngon rồi. Đúng rồi, cái này ăn bún thịt nướng ngon nè. Đây có bún thịt nướng bên sâu luôn. Ừ. Cũng là vào giờ chị làm bữa thịt nướng. Đó, ăn bún thì nướng ngon lắm. Hả? Ăn bún thì nướng ngon lắm. Lão ướp từ quá ấy, nó ngấm. Nó ướp lâu. Ngấm. Ướp trước khoảng vài chín. Đấy ấy. Đây. Đó, được. Đấy, lượng thịt được đi thôi. Hậu, ok, con em cũng chuẩn bị chỉ đến đây. Chính rồi đó, há miệng rồi đó. Con hàu chỉ là em hàu ăn con hai con hàu này. Này. Có con hàu nào chín cho chị con đi. Đây, hai con hàu đây. Chín rồi. Rồi đây. Nghe chín rồi. Ừ. Được quá. Có, đi qua đây để chị qua đây chị làm. Đây ra đây. Mù tạt xanh đây. Em xịt tinh cho chị đi. Nhưng mà chút xíu mù tạt thôi nha, chị mang được nhiều. Không cay lắm đâu, mù tạt này không cay. Nó nãy ý không rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Không cay một tí nào. Xanh nhá. Ok. Tay bình. Có xì dầu không? Có. Hầu đây chín rồi. Chanh, xì dầu, nước tương. Nước tương nữa. À, nước tương, nước tương là xì dầu đó. Hả?
Màu của thơ nó unu à trời. Ừ, nó ngon, ngon thơ, ngọt ngay luôn. Ừ, ngon quá em ơi. Hầu hầu của thơ nó khác. Ngon quá. Một con ốc móng tay rất là to luôn. Con đang tắt chơi chơi mình nhìn được này. Đây. Nhưng nó xuống rồi kiểu gì? Không xuống được đâu. Nhưng mà không lạnh nhỉ, không lạnh. Dưới đấy gì đó. Giờ nước lên rồi, nước lớn, nước lên rồi, xuống được sâu lắm. Nó bố anh tả trong đường. Nó có một lần nó lạc mất. Em chia với mấy chị ngồi ăn trong lều nè. Đây Kim thấy có rong biển quá chừng nè mọi người, nó nổi rong luôn kìa. Kim Chi nè, Kim Chi dọc nước nè. Ở này không biết trơn không nè, đi xuống này mình trượt. Cái dép này chắc nó trượt quá. Trượt chân xuống đây chắc té đập đầu luôn á. Ủa? Hồi nãy chị đi xuống đường nào? Chị đi đường này hả? Trơn không? Giờ nó có đá lẩm chẩm đó mọi người, cũng không trơn lắm. Mà có đông thì Kim sợ nó trượt. Mấy rong này trơn hết mọi người. How if it were deep? Be careful now. Lạnh lắm á chị à. Có mấy cục đá nó coi chừng con trật chân con té xuống đó chị. Thôi đi lên. Ừ. Lạnh lắm. Hả? Ừ. Chết rồi. Chị ăn con đó không? Đây có đầy móng tay đấy. Ở đây mà bắt được chắc. Ừ, có vỏ quá trời nè. Guys, come in here. It's not me. It's okay. I am not feeling your fishes. Ah, the fishes! Ah! Yeah! A little fish, Jay. I just love little fish, man. Oh, the little fish is okay for me. Okay. But only for not staring. Đang có rong biển quá chừng nè mọi người. Đây rong biển nè. Rong biển quá chừng ở đây em nha. Đây cái sợ rong biển này dài quá trời luôn nè. Đây. Nó kéo áo lên như này này. Nó buộc lên như này. Đấy. Bỏ áo vô thùng ơi, giống như đóng thùng vậy đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến giờ đi về rồi bà cô chú ơi, 8 giờ tối rồi. Ba chị đến đón hai mẹ con chị ha. Ba chị đến đón hai mẹ con kia, mọi người vẫn còn chơi đó, nhưng mà do Tony đi mới đi máy bay về lúc 1 giờ chiều đó mọi người. Xong rồi cái mệt tại vì đi mấy chục tiếng lận mà. Anh muốn nghỉ ngơi sớm cho nên là Kim đi về sớm. Chị chơi vui không? Bữa nay chị dọc đất, dọc cát quá trời luôn, chị lạnh dữ lắm rồi đúng không? Mấy tiếng đồng hồ. Em chi mấy tiếng đồng hồ chơi cát với mấy chị ở ngoài biển.